và lý do chúng tôi thành lập câu lạc bộ Super MBRT của văn phòng AIA Huế 2 bởi vì chúng tôi sẽ mong muốn được phát triển nhiều MBRT hơn nữa. Và đây chính là nơi để chúng tôi lan tỏa những tinh thần và hình ảnh của những cá nhân xuất sắc để từ đó sẽ tạo động lực và khát khao cho những thành viên trong câu lạc bộ sẽ chinh phục cái mục tiêu MBRT trong năm nay. Và kể từ khi thành lập câu lạc bộ thì rất nhiều những cái cá nhân và văn phòng đã tăng lên doanh số một cách rất là rõ rệt và chúng tôi đã có những kế hoạch cụ thể và chi tiết sẽ để đạt được danh hiệu MBRT trong năm nay. Khi được làm đội trưởng thì tôi cảm thấy rất là vinh dự vì được sự tin tưởng của tất cả mọi người. Công việc của tôi là động viên và giúp đỡ tất cả mọi người để mọi người bám sát được mục tiêu của mình đề ra, và công việc của tôi là hỗ trợ mọi người hết mình. Đã là tư vấn viên bảo hiểm và bạn chưa biết đến khái niệm MBRT thì thật là một điều đáng tiếc. Khi gia nhập câu lạc bộ MBRT, chúng tôi giúp cho các bạn biết đến danh hiệu này là một đỉnh cao danh vọng và có một chiến lược khoa học để giúp cho các bạn chinh phục được mục tiêu cao quý đó. Ngoài ra, khi gia nhập câu lạc bộ MBRT, các bạn sẽ được trang bị kiến thức, kỹ năng và rèn luyện tinh thần trách nhiệm cao để chinh phục mục tiêu MBRT. Do vậy, chúng tôi thường đạt được những kết quả rất là vượt trội khi gia nhập câu lạc bộ này. Khi trở thành thành viên của câu lạc bộ Super Bee MDRT, tôi cảm thấy bản thân tôi tiến bộ hơn lên rất là nhiều. Vì ở đây các anh chị đi trước có thành tích rất là xuất sắc, nên bản thân tôi thì phải nhìn theo đó mà học hỏi và để làm theo những lời của anh chị đi trước. Trong các cuộc sinh hoạt, chúng tôi luôn dành nhiều thời gian ngồi lại cùng nhau để chia sẻ những gì đã làm được và chưa làm được. Từ đó chúng tôi đưa ra những phương án để giải quyết vấn đề công việc hoàn thành được tốt hơn. Những cái buổi gặp gỡ luôn duy trì những cái cuộc vui trong câu lạc bộ, dăm thắt chặt cái tình cảm, tạo nên cái văn hóa gắn kết đến tất cả mọi người. Giữ vững đam mê, nỗ lực hết mình, bám sát mục tiêu, tự tin tiến bước. Câu lạc bộ Super BMBRT Huế 2 tất cả cùng về đây.